Nhà hàng, quán ăn, cà phê và dịch vụ giải trí đều đóng cửa, treo biển thông báo dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hệ thống quán cà phê này thường ngày rất đông khách, nhưng thực hiện giãn cách xã hội, quán đã dừng hoạt động và chỉ bố trí nhân viên pha đồ uống để phục vụ miễn phí cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Bọn em đã ngay lập tức dừng việc bán hàng online và bán hàng tại chỗ. Và sau đó là bọn em đã vệ sinh dọn dẹp cửa hàng và khử khuẩn tại tất cả các cửa hàng của hệ thống. Rất là vui bởi vì sau hơn 2 tháng thì rất nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh. Từ chiều hôm qua thì chúng em đã vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ cửa hàng. Và ngoài ra thì chúng em cũng không quên việc thực hiện chỉ định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo cho